tin tổng hợp ngày 30 tháng 3. Thủ tướng Ba Lan cảnh báo không ai ở châu Âu có thể cảm thấy an toàn. Tư lệnh quân đội Ukraine nói nếu Nga tiến vào khắc kíp một lần nữa thì họ sẽ phải hối hận. Chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào Senjin ngày càng dữ dội bằng những lời đe dọa khủng bố. Trung Quốc cảnh báo ASEAN về căng thẳng không kiểm soát được ở Biển Đông. Sau khi thăm Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gấp rút sang thăm Trung Quốc. Reuters đưa tin Mỹ đã đồng ý gửi thêm bom và chiến đấu cơ tới Israel. Phân tích vì sao ISIS ra sức nhận trách nhiệm còn Nga kiên quyết phủ nhận. Quý vị đang theo dõi mục tin tổng hợp ngày 30 tháng 3 của DKN News. Sau đây là nội dung bản tin. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mới đây cảnh báo thẳng thương rằng châu Âu đã bước vào kỷ nguyên chiến tranh cận kề và nếu Ukraine bị Nga đánh bại, không ai ở châu Âu có thể cảm thấy an toàn. BBC đưa tin, ông Tusk đã nói về cuộc chiến Nga-Ukraine với truyền thông châu Âu hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 3, rằng tôi không muốn làm ai sợ hãi, nhưng chiến tranh không còn là khái niệm từ quá khứ nữa. Nó là sự thật và đã bắt đầu từ hơn hai năm trước. Nhận xét của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một hỏa tiễn hành trình của Nga bắn về phía tây Ukraine đã bay vào không phận Ba Lan. Ông Tusk cảnh báo rằng hai năm tiếp theo của cuộc chiến Nga-Ukraine đã rất quan trọng đối với tương lai của châu Âu, đồng thời mô tả thời kỳ hiện tại là thời điểm quan trọng nhất kể từ khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Ông nói, tôi biết điều đó nghe có vẻ tàn khốc, đặc biệt đối với những người thuộc thế hệ trẻ, nhưng về mặt tinh thần, chúng ta phải làm quen với sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới kỷ nguyên chiến tranh cận kề. Trước đó, vào hôm thứ Năm, Anne Bridge Colby, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược và phát triển lực lượng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, nói rằng Nga gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các thành viên Đông Âu của NATO. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shishky, cảnh báo Nga chưa có tiến về khắc kíp một lần nữa trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Ukraine form được công bố hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 3, tướng Sitsky nói rằng nếu Nga tiến vào Kharkiv thì sẽ có chết chóc đối với họ. Ông nói, nếu người Nga đến đó một lần nữa, Kharkiv sẽ là một thành phố chết đối với họ. Chúng tôi đã có kinh nghiệm chiến đấu ở khu vực Kharkiv, chúng tôi đã tìm ra kẻ thù và giải phóng phần lớn khu vực Kharkiv. Tướng Sitsky nói rằng Ukraine đã thiết lập một hệ thống rào cản phức tạp để ngăn chặn bước tiến của quân Nga tới Kharkiv thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Bình luận của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra giữa lúc các phương tiện truyền thông phương Tây loan tin Điện Kremlin đang có kế hoạch chiếm thành phố Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine một lần nữa, sau khi phải tháo chạy vào tháng 9 năm 2022. Tiếp sau đây là một phút quảng cáo. Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến trong thời đại kỹ thuật số là một việc rất quan trọng chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Surfshark VPN, một phần mềm được mã hóa ở cấp quân sự. Surfshark VPN giúp người dùng thay đổi địa chỉ IP, mã hóa luồng dữ liệu, cung cấp kết nối riêng tư, an toàn và hiệu quả. Surfshark cũng cung cấp khả năng bảo vệ chủ động, chặn hết một triệu trong web độc hại. Surfshark Alert giám sát thông tin cá nhân để phát hiện các rò dỉ tiềm ẩn, đưa ra cảnh báo cho trường hợp thông tin bị lộ hoặc có nguy cơ bị tin tặc xâm nhập. Với 3.200 máy chủ tại hơn 100 quốc gia, Surfshark VPN là một trong những VPN hàng đầu cho phép truy cập Netflix Hoa Kỳ và ít nhất 10 thư viện toàn cầu khác. Surfshark bảo đảm tốc độ gửi email, chia sẻ hình ảnh, tham gia hội nghị truyền hình, phát trực tuyến Netflix và Disney Plus giữa các khu vực, chơi game mà không phải lo lắng về độ trễ. Surfshark VPN thân thiện với người dùng và có mức giá hấp dẫn. Điều tuyệt vời hơn nữa là chỉ với một lần đăng ký, gia đình và bạn bè có thể sử dụng nó trên nhiều thiết bị mà không phải trả thêm phí quý vị hãy nhấp vào liên kết xếp xác din bên dưới video nhập mã khuyến mãi DKN News của chúng tôi để ngay lập tức được hưởng mức giảm giá độc quyền cũng như dịch vụ 3 tháng miễn phí bổ sung. Không có rủi ro nào với việc bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày. Nga, Iran lên án các cuộc tấn công của Israel vào Syria Sau khi Syria cáo buộc Israel tiến hành không kích các mục tiêu ở tỉnh Aleppo khiến hàng chục người thiệt mạng, Nga và Iran đã nhanh chóng lên án hành động của nhà nước Do Thái Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói rằng, cuộc tấn công của Israel nhắm vào nơi tập trung binh sĩ Syria và các chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn, cũng như một kho vũ khí nằm gần phi trường quốc tế Aleppo. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria khẳng định ít nhất 36 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters dẫn hai nguồn tin an ninh cho hay, cuộc tấn công của Israel nhắm vào tỉnh Aleppo đã giết chết 33 dân thường và quân nhân. Các nguồn tin cho biết thêm, cuộc tấn công còn giết chết 5 thành viên Hezbollah. Israel chưa bình luận về vụ tấn công và thường giữ im lặng với các hoạt động của mình trên bầu trời Syria. Nga, Iran, những nước có mối quan hệ mật thiết với chính quyền của tổng thống Syria Bashar al-Assad đã nhanh chóng lên án Israel. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova, nói trong một tuyên bố, những hành động hung hăng như vậy chống lại Cộng hòa Ả Rập Syria cấu thành sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của đất nước và các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là không thể chấp nhận được. Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanani kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện các biện pháp răn đe chống lại Israel. Chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào Sanjin ngày càng dữ dội bằng những lời đe dọa khủng bố. The Book Times loan tin công ty âm nhạc và vũ đạo Senjin có trụ sở tại New York đã trở thành mục tiêu của ít nhất 10 lời đe dọa đánh bom, xả súng hàng loạt, bắt cóc và cưỡng gian. Trong hai tuần qua, những lời đe dọa này đã được gửi qua thư điện tử, thường được viết bằng hoa ngữ với tần suất ngày càng tăng. Một số thư điện tử đã được gửi đến trụ sở chính của công ty. Những thư điện tử khác được gửi đến các nhà hát nơi Senjin đang biểu diễn hoặc dự kiến sẽ biểu diễn, dẫn đến các cuộc sơ tán và ra soát bom mìn. Người ta vẫn chưa tìm thấy khối chất nổ nào. Shenzhen từ lâu đã trở thành một mục tiêu bị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm tới chỉ vì sứ mệnh của công ty này là khắc hỏa Trung Quốc trước thời Cộng sản. Lời đe dọa mới nhất ngày 27 tháng 3 được gửi đến trụ sở của Shenzhen có tên là Long Tuyền ở ngoại ô New York. Trong thời gian tới, các vị nên quan tâm đến các nữ nghệ sĩ múa của mình, rất có thể họ sẽ biến mất từng người một và có thể là lõa thể khi được tìm thấy. Kết luận pháp y là họ bị sát hại sau khi bị cưỡng gian. Bức thư viết bằng tiếng quan thoại. Tôi không đùa đâu. Bức thư điện tử này được gửi từ cùng địa chỉ với ba lời đe dọa trước đó một ngày. Thư điện tử gửi đến một nhà hát ở California, một thư điện tử khác gửi đến một nhà hát ở Đài Loan và một thư điện tử khác gửi đến Hu Long Tuyền. Một trong những thư điện tử này chứa nhiều lời lẽ tục tiểu và cho thấy những lời đe dọa này có thể đến từ một nguồn duy nhất. Trong một vụ việc khác ở California cách đây hai tuần, lốp xe của hai chiếc xe buýt lưu diễn của Senjin đã bị rạch, theo cách cho thấy ý đồ gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. York Times cho biết FBI đang điều tra các vụ này. Tại cuộc họp báo ngày 27 tháng 3, khi được hỏi về loạt các lời đe dọa nhắm vào Senjin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói chúng tôi lên án sự đàn áp xuyên quốc gia dưới mọi hình thức do bất kỳ quốc gia nào thực hiện. Senjin, công ty âm nhạc và vũ đạo Trung Hoa cổ điển hàng đầu thế giới, đã nổi tiếng vì sứ mệnh khắc họa nền văn hóa Trung Hoa đích thực với tôn chỉ Trung Quốc trước thời Cộng sản. Kể từ khi thành lập đến nay, công ty đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch can thiệp từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều nghệ sĩ Senjin đã từng trải qua cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc. Chế độ này coi tất cả hình thức nghệ thuật truyền thống có nội hàm tín ngưỡng tinh thần như kẻ thù. Trong số các nghệ thuật gia của Shen có không ít người là nghệ sĩ múa đẳng cấp thế giới và chuyên gia âm nhạc nhiều lần đạt giải thưởng. Sáng tác nghệ thuật của Shen đã được nhiều nhà bình luận đánh giá là biểu diễn nghệ thuật có tính khai sáng, tinh mỹ và lỗi lạc. Hàng năm, Shen đều sản xuất những tiết mục hoàn toàn mới và lưu diễn trên toàn thế giới, phục vụ hàng triệu khán giả. Từ Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Lincoln ở New York, Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy ở Washington DC, cho đến nhà hát Burgtheater ở Viên và nhà hát Tokyo Opera City, ở tất cả những nơi Senjin đặt chân đến, hầu như các buổi biểu diễn đều cháy vé. Bà Trần Anh, Phó Chủ tịch công ty nghệ thuật biểu diễn Senjin cho biết, Senjin cho thế giới thấy nền văn hóa Trung Hoa đích thực đã từng sâu sắc, tràn đầy cảm hứng và huy hoàng như thế nào trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thâu đoạt quyền lực, đồng thời vẽ nên một viễn cảnh vô cùng trác tuyệt cho Trung Quốc khi một lần nữa được trở về thời kỳ mà ở đó không có sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo bà Trần, đây là điều cuối cùng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thể hiện rõ ràng trên các sân khấu khắp thế giới. Và vì vậy, trong hơn 15 năm qua, họ đã không ngừng làm mọi cách để cản trở Shenzhen. Trung Quốc cảnh báo ASEAN về căng thẳng không kiểm soát được ở Biển Đông. Theo nhật báo Hồng Kông, sao China Morning Post khi phát biểu tại diễn đàn châu Á Bắc Ngao ở đảo Hải Nam ngày 28 tháng 3, đặc phái viên Trung Quốc về biến đổi khí hậu Lưu Trần Dân kêu gọi các nước Đông Nam Á nên trân trọng hòa bình trong khu vực. Ông Lưu khuyến cáo các nước Đông Nam Á không nên chọn phe và người dân của họ nên nhận thức và trân trọng nền hòa bình khu vực kéo dài ba thập niên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, đồng thời nên tránh những nỗ lực để ngăn chặn những xung đột chuỗi dày ở Biển Đông. Ông cũng nói việc Mỹ, Nhật Bản và Philippines thắt chặt hợp tác quân sự có nguy cơ khơi mào một cuộc xung đột mới ở Đông Nam Á. Đặc phái viên Trung Quốc còn cảnh cáo các nước bên ngoài khu vực nên hỗ trợ các quốc gia ở Biển Đông tìm ra những giải pháp công bằng thông qua đàm phán thay vì thổi bùng ngọn lửa và gây rủi ro. Ông Lưu Trấn Dân đưa ra những bình luận trên sau một loạt vụ va chạm gần đây giữa Trung Quốc và Philippines trong những khu vực tranh chấp ở Biển Đông, đặc biệt là ở bãi cỏ mây Second Thomas Shoal và bãi cạn Scarborough. Sự cố mới nhất xảy ra ngày 23 tháng 3, Manila cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc sử dụng voi rồng tấn công một tàu dân sự Philippines tiếp tế cho lực lượng đồn trú ở bãi cỏ mây. Trước những hành động hăm dọa của Trung Quốc, Philippines tái khẳng định không chịu khuất phục dù không muốn gây chiến hay rắc rối ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày 29 tháng 3, được hãng tin Reuters trích dẫn, Bộ Quốc phòng Philippines đánh giá những thông cáo gần đây của Trung Quốc cho thấy nước này bị cô lập với phần còn lại của thế giới vì những hoạt động bất hợp pháp và thiếu văn minh của họ ở biển Đông. Theo Manila, Bắc Kinh bắt chẹt các nước nhỏ hơn và chính phủ Trung Quốc không có khả năng tiến hành các cuộc đàm phán cởi mở, minh bạch và hợp pháp. Chỉ vài ngày sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, dự kiến lên đường sang thăm Trung Quốc trong 2 ngày 3 và 4 tháng 4. Theo báo Lao động, ngày 28 tháng 3, lịch trình của ông Sơn tại Trung Quốc gồm cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, gặp lãnh đạo khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây và một số hoạt động khác. Chuyến thăm của ông Sơn được cho là dịp để hai bên Việt Nam và Trung Quốc ra soát, xác định các trọng tâm công tác trong quan hệ song phương năm 2024 và các năm tiếp theo, từ đó làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trước đó, trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 23 Đến 27 tháng 3, ông Sơn được hãng tin Reuters của anh ghi nhận có phát ngôn đề cập việc ông Võ Văn Thưởng không còn giữ chức chủ tịch nước Việt Nam. Phát biểu tại Viện Brookings ở thủ đô Washington, ông Sơn cho hay, tôi nghĩ việc chủ tịch nước từ chức không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế của chúng tôi. Ông Sơn cũng nói, nếu quý vị nhìn vào tình hình ở Việt Nam, chúng tôi có sự lãnh đạo tập thể, chúng tôi có chính sách đối ngoại tập thể, chúng tôi có sự phát triển kinh tế do tập thể quyết định. Đáng lưu ý, chỉ 10 ngày trước chuyến thăm Trung Quốc của ông Bùi Thanh Sơn, trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã có chuyến đi Bắc Kinh. Theo tường thuật của truyền thông nhà nước, trong chuyến đi này, ông Lê Hoài Trung đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng ông Thái Kỳ, Bí thư Ban Bí thư, tránh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết bản liền của Đạm Thủy Trà có hương thơm nhẹ, vị ngọt thanh, chát dịu, không làm mất ngủ. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Ngày 29 tháng 3, hai nguồn tin cho biết trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã cho phép chuyển bom và chiến đấu cơ trị giá hàng tỷ đô la cho Israel, ngay cả khi Washington công khai bày tỏ lo ngại về kế hoạch tấn công của Israel ở Rafa. Theo trang báo Reuters, các nguồn tin cho biết. Gói vũ khí mới bao gồm hơn 1.800 quả bom Mk84, 2.000 pound và 500 quả bom Mk82, 500 pound. Gói viện trợ này được đưa ra trong bối cảnh Israel phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế về chiến dịch ném bom và tấn công trên bộ liên tục ở Gaza. Trước đó, vào tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã thảo luận về nhu cầu vũ khí của Israel với người đồng cấp Mỹ. Hoa Kỳ đã tăng cường hệ thống phòng không và đạn dược cho Israel. Tuy nhiên, một số đảng viên Đảng Dân Chủ và các nhóm người Mỹ gốc Ả Rập đã chỉ trích sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Israel. Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về việc chuyển giao vũ khí. Ngày 29 tháng 3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB xác nhận đã bắt giữ 3 nghi phạm đến từ một quốc gia Trung Á đang âm mưu thực hiện vụ tấn công ở miền nam nước Nga. Theo FSB, cơ quan này đã ngăn chặn các hoạt động khủng bố của ba công dân đến từ một quốc gia Trung Á đang lên kế hoạch thực hiện hành động khủng bố bằng cách kích nổ một thiết bị tại khu vực công cộng ở vùng Stavropol. Truyền hình Nga đăng tải hình ảnh một số người đàn ông bị các đặc vụ FSB ghi xuống đất. Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa tin những bộ phận của thiết bị nổ tự chế và các chất hóa học đã được tìm thấy tại nhà của một trong ba nghi phạm. Thông báo trên của FSB được đưa ra một tuần sau vụ khủng bố ngày 22 tháng 3 tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow, khiến ít nhất 144 người thiệt mạng. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Washington Post được công bố vào ngày 29 tháng 3, nếu Ukraine không nhận được viện trợ quân sự mà Mỹ đã hứa thì lực lượng của nước này sẽ phải rút lui theo từng bước nhỏ. Ông Zelensky nói với báo Washington Post. Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có hỏa tiễn Patriot, không có thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, không có đạn pháo 155 ly. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ quay trở lại, rút lui, từng bước một, từng bước nhỏ. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách nào đó để không phải rút lui. Tổng thống Ukraine giải thích nếu thiếu đạn thì quân đội sẽ hoạt động ít hơn, phải quay trở lại, chiến tuyến sẽ ngắn hơn. Ông nói rằng nếu chiến tuyến bị phá vỡ thì quân Nga có thể tiến đến các thành phố lớn. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ tài chính và quân sự. Nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã chỉ hoãn vấn đề này trong nhiều tháng với lý do cần ưu tiên các vấn đề trong nước. Trong cuộc điện đàm ngày 28 tháng 3, Tổng thống Zelensky nói với ông Johnson rằng việc phê duyệt gói viện trợ này là rất quan trọng. Trong cuộc phỏng vấn với báo Washington Post tổng thống ukraine cho biết nước này đang bù đắp tình trạng thiếu hỏa tiễn bằng hệ thống vũ khí và phòng không sản xuất trong nước nhưng vẫn chưa đủ hơn hai năm tham chiến nga đã tăng cường tấn công vào hệ thống năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác quân đội ukraine đã không thể tiến lên ông zelensky cho biết ký ức của ý định nhằm vào các mục tiêu ở nga bao gồm cả các nhà máy lọc dầu ông cho rằng phản ứng của washington trước làn sóng tấn công của ukraine là không tích cực nhưng ký đang sử dụng máy bay không người lái của chính mình. Ông Zelensky nói với truyền thông Mỹ, chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình, không ai có thể nói với chúng tôi rằng các vị không thể. Nếu không có phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng của chúng tôi và Nga tấn công nó, câu hỏi của tôi là tại sao chúng tôi không thể đáp trả họ? Xã hội của họ phải học cách sống không có xăng, không có dầu diesel, không có điện. Khi Nga dừng những hành động này, chúng tôi sẽ dừng lại. phân tích vì sao isis ra sức nhận trách nhiệm còn nga kiên quyết phủ nhận isis đã công bố những bức ảnh và video do những kẻ khủng bố quay tại hiện trường nỗ lực để chứng minh rằng chúng đã gây ra vụ tấn công khủng bố trong khi đó điện kremlin lại làm việc chăm chỉ để cố gắng quy trách nhiệm cho ukraine bằng cách nhanh chóng công bố các video về những kẻ khủng bố bị bắt và bị tra tấn tác giả mã trạch nhân nhận định có vẻ như isis và chính quyền nga đang rơi vào tình trạng rằng co quyết liệt đó là ISIS đang cố gắng hết sức để khiến mọi người tin rằng họ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này. Còn chính quyền nga lại nỗ lực khiến ngoại giới tin rằng người ukraine có liên quan đến vụ việc. Câu hỏi đặt ra là tại sao ISIS lại sợ người khác không biết hoặc không tin rằng họ đã gây ra vụ tấn công này? Tác giả bài báo giải thích rằng bởi đây là cơ hội công khai hiếm hoi của ISIS họ cần kiểu tấn công khủng bố này để cho những người ủng hộ họ thấy rằng họ vẫn tồn tại, họ vẫn có khả năng hành động, họ vẫn xứng đáng được tài trợ hoặc thậm chí được tham gia vào các hoạt động. Tác giả bài báo liệt kê chỉ riêng đầu năm 2024, ISIS đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố như sau: ngày 3 tháng 1, vụ đánh bom xảy ra tại buổi lễ tưởng niệm 4 năm ngày tướng Qasem Soleimani bị sát hại ở Iran, khiến 94 người thiệt mạng và 284 người bị thương. Ngày 6 tháng 1, vụ đánh bom xe ở Afghanistan khiến 5 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Ngày 9 tháng 1, vụ đánh bom xe ở Afghanistan khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Ngày 28 tháng 1, vụ đọ súng ở nhà thờ Thổ Nhĩ Kỳ khiến một người thiệt mạng và một người bị thương. Ngày 30 tháng 1, đánh bom ở Pakistan, 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Ngày 7 tháng 2, đánh bom ở Pakistan khiến 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ngày 9 tháng 2, vụ tấn công ở Mozambique khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Ngày 21 tháng 3, đánh bom cảm tử ở Afghanistan, 21 người thiệt mạng và ít nhất 50 người bị thương. Tiền thân của ISIS là một nhóm vũ trang ở Iraq. Hệ tư tưởng của họ là hồi giáo cực đoan dòng Sunni, chống Mỹ, chống Nga và cũng chống lại người Shiite do Iran đại diện. Bài báo cho hay, đây là lý do tại sao Hamas đã ra mặt lên án ISIS năm 2014, nhóm vũ trang này lợi dụng nội chiến ở Syria chối dậy, bất ngờ và chiếm đóng nhiều khu vực rộng lớn ở miền đông Syria. Đến năm 2015, nhóm này thành lập nhà nước hồi giáo, tên đầy đủ là nhà nước hồi giáo Iraq và Syria, viết tắt là ISIS. Có dân số hơn 12 triệu người. Vào thời kỳ hoàng kim, công dân nhiều nước đã tự nguyện gia nhập ISIS. Câu chuyện được truyền thông nhắc đến nhiều nhất là chuyện các cô gái người Anh chạy sang Trung Đông để gia nhập nhóm khủng bố này. Theo thống kê năm 2018, tổng cộng 860 người Anh đã gia nhập ISIS và nguồn lính nước ngoài lớn nhất của ISIS là Nga với 5.000 người. Bài báo chỉ ra rằng vì ISIS cực kỳ tàn bạo và gây ra nhiều mối đe dọa nên họ đã bị các nước trên thế giới cùng nhau bóp nghẹt, trong đó Mỹ và Nga dẫn đầu. Hiện nay, lãnh thổ do ISIS kiểm soát vô cùng hạn chế Tuy nhiên, nhóm vũ trang này vẫn có nhiều chi nhánh ở Trung, Nam Á và Châu Phi, đồng thời vẫn có ảnh hưởng nhất định đối với các nhóm Hồi giáo trên toàn thế giới. Bài báo cũng cho hay sự thù địch giữa ISIS và Nga quay trở lại thời kỳ trước đây. Ngay sau khi thành lập Liên Xô, cả Chechnya và Ingushetia đều bị sáp nhập, nhưng trong Thế chiến thứ hai, người Hồi giáo ở Ingushetia và Chechnya đã hợp tác với quân đội Đức để chiến đấu chống lại quân đội Liên Xô. Vì vậy, Joseph Stalin đã buộc phải di rời một số lượng lớn người Ingu và Chechnya đến Kazakhstan và các khu vực Trung Á khác. Hàng nghìn người đã chết trong quá trình này. Trong ký ức của Ingushetia và Chechnya, đây là một thảm họa quốc gia và là một cuộc diệt chủng do Liên Xô thực hiện chống lại họ. Năm 2004, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết kết luận Liên Xô đã phạm tội diệt chủng trong vụ việc này. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Chechnya trở nên độc lập một thời gian. Tuy nhiên, Nga đã phát động hai cuộc chiến ở Chechnya vào năm 1994 và 1999, khiến Chechnya trở thành một nước Cộng hòa của Liên bang Nga. Các cuộc tấn công khủng bố của người Chechnya chống lại Nga xảy ra thường xuyên. Sau sự trỗi dậy của ISIS, nhiều người Hồi giáo ở Liên bang Nga đã chọn tham gia, hầu hết trong số họ đến từ Chechnya. Vậy sao giới chức Nga nhanh chóng xác định ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố bài báo của tác giả mã trạch nhân giải thích rằng vì hoàn cảnh bắt buộc phải thế điều mà chính quyền nga cần bây giờ là người dân nga bộc lộ lòng căm thù sâu sắc đối với ukraine tác giả chỉ ra rằng dạy người khác yêu ai thì khó chứ khiến ai đó ghét ai lại cực kỳ dễ và những người có trái tim đầy hận thù sẽ bị thao túng tốt nhất một khi trái tim đã chứa đầy hận thù lý trí sẽ không còn đóng vai trò gì nhiều từ đó Chính quyền Nga có thể dùng cánh tay, ngón tay đắc lực của mình để đánh vào bất cứ nơi nào họ chỉ điểm. Theo tác giả, chỉ cần vụ tấn công khủng bố được xác định có liên quan đến người Ukraine thì bất kể có bằng chứng hay không, vụ việc sẽ luôn khơi dậy sự phẫn nộ của nhiều người Nga nếu nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Và những người Nga giận dữ này sẽ đàn áp bất kỳ người Nga nào dám bày tỏ quan điểm bất đồng chính kiến để bảo vệ Ukraine, nghi ngờ kết luận của Điện Kremlin, và lúc đó bảo vệ Ukraine sẽ mang tội phản quốc. bằng cách này đối với dư luận nga cuộc xâm lược Ukraine có vẻ công bằng hơn ít có sự phản kháng hơn trong việc mở rộng phạm vi nhiệm vụ quân sự hơn nữa và sự bất mãn với tổng thống Putin cũng bị che đẩy bởi lòng hận thù Ukraine. Theo bài báo ông Putin hẳn đã rất thoải mái khi sử dụng phương pháp này ngay từ năm 1999 ông Putin người vừa được bổ nhiệm làm thủ tướng đã sử dụng loạt vụ đánh bom vào một căn hộ ở Moscow để phát động chiến tranh Chechnya lần thứ hai. Từ đó, tạo dựng hình ảnh ông là một nhà lãnh đạo siêu cứng rắn trong tâm trí người Nga. Sau đó, hai vụ bắt giữ con tin tại nhà hát Moscow năm 2002 và trường học Beslan năm 2004 liên tục củng cố hình ảnh cứng rắn của nhà lãnh đạo này, mặc dù cái giá phải trả lần lượt là cái chết của hơn 130 và 330 con tin. Vậy ai đã thực hiện vụ tấn công khủng bố này? Theo bài báo, nhận định hiện tại có thể đưa ra là người Ukraine ít có khả năng gây ra nhất. Chính quyền Nga cũng rất khó có khả năng tự mình chỉ đạo và hành động, mà IS có khả năng cao nhất. Bởi vì việc phát động một cuộc tấn công khủng bố như vậy không có ý nghĩa hay mang lại lợi ích gì cho Ukraine, mà chỉ khiến châu Âu và Mỹ cau mày, còn ông Putin thì thầm vui mừng. Các nước châu Âu và châu Mỹ sẽ không bao giờ ủng hộ người Ukraine làm việc như vậy. Nếu họ biết người Ukraine làm việc đó, thì họ sẽ chỉ giảm bớt sự ủng hộ đối với Ukraine. Những cuộc tấn công khủng bố như vậy không những không làm suy giảm tinh thần của quân đội Nga, mà còn khiến người Nga đoàn kết hơn xung quanh ông Putin. Theo bài báo, tất nhiên, việc xảy ra các cuộc tấn công khủng bố mang lại cả điều tốt và xấu đối với ông Putin. Mặt xấu là một số người chắc chắn sẽ đặt câu hỏi rằng cuộc chiến mà ông Putin phát động ở Ukraine đã làm suy yếu việc bảo đảm an ninh trong nước. Mặt tốt là trong nỗi sợ hãi, người Nga luôn có xu hướng rơi vào vòng tay của kẻ mạnh và với sự hận thù sẽ có nhiều người dân ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, trước khi chết, ông địa chủ già đã hỏi con trai mình, lợn thì than thức ăn không ngon, bò thì phàn nàn công việc nặng nhọc, con gà lại can nhăn vì chuồng gà quá bẩn. Con định làm sao đây? Người con trai nói, cho ăn ngon, làm việc nhẹ nhàng, dọn dẹp chuồng gà. Lão địa chủ lắc đầu nói, đừng làm gì cả, chỉ nói với bọn họ rằng ngoài kia có sói. Trên thực tế, phương pháp liều lĩnh hơn chính là khống chế thời điểm gây hư hại cho vật nuôi. Khi chúng phản nàn nhiều thì hãy để bầy sói xông vào, giết chết một vài con. Bài báo chỉ ra rằng, nhà chức trách Nga không cần phải tự mình chỉ đạo và hành động, mà chỉ cần nới lỏng an ninh, để bọn khủng bố dễ dàng hành động, thành công và xác định trước vật tế thần phù hợp. Trung tâm thương mại này đã tổ chức một cuộc diễn tập chống khủng bố cách đây một năm, nhưng lần này những kẻ khủng bố như đi vào chỗ không người. Lực lượng đặc nhiệm ở gần trung tâm thương mại nhưng họ đã đến muộn. Bài báo cho hay một mặt ISIS tuyên bố những kẻ tấn công đã trốn thoát thành công, nhưng mặt khác, Nga nhanh chóng tuyên bố đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 kẻ tấn công. thưa quý vị mục tin tổng hợp của dk news đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo